Cậu con này to lắm này. Mình nhìn thấy có mấy cái chấm xanh xanh mà nó cứ quẩy nước. Hóa ra là rất là nhiều cá nóc mắc cạn. Một số con an phận thì nó nằm im một chỗ. Mắc cạn lắm rồi. Quá trời quá đất luôn. Nó cắn là đau lắm đấy. Mình cứu cá nóc bên này là các bác nhân dân bác lại không thích. Đi câu gặp mấy con này thịt lắm này. To. Còn mấy con này bé xíu này. Rồi bây giờ mình vớt nó lên. Mình mang dây kia mình thả. Mình đọc tài liệu mình thấy cái nước con nhỏ nó sống được cả nước ngọt, nhưng mà những cái con này còn nhỏ này nó vẫn sống ở nước mặn được. Kiểm tra xem còn con nào sót không. Đây vẫn còn hai con bé xíu, hai con tí tí. Mang cái kia mình thả là hết nhiệm vụ của mình nhé.